Và theo ông Lester thì ông cho là một cái trường hợp nhiễm trùng toàn thân biểu hiện là khu trú ở xương và nguyên nhân chính đôi khi không có được tìm thấy. Tuy nhiên nếu chúng ta hỏi kỹ cái bệnh sử thì chúng ta có thể phát hiện ra là cách đó 3 4 tuần bệnh nhân có thể là một trường hợp bị viêm họng, 3 4 tuần có thể là bị tiêu chảy nhé. Và thường nó thường hay gặp ở trẻ em. Thì viêm xương tụy đường máu cấp tính thì khoảng 70 đến 90% là nó gặp từ cái lứa tuổi 7 cho đến 17 tuổi. Và đây là cái lứa tuổi mà xương nó phát triển nhiều nhất, ha. Đó, xương nó dài nhanh nhất. Và bé trai thì thường gặp gấp 2 lần, 2 đến 3 lần bé gái. Các cái xương dài thì nó hay bị viêm nhất, đặc biệt là xương đùi và xương chày. Còn các cái xương dẹt thì nó ít bị hơn. Rồi các cái xương nhỏ và ngắn thì nó càng hiếm gặp hơn. Thì thường thì viêm xương tụy đường máu khi mà cái con vi khuẩn nó lây lan theo đường máu thường gây viêm xương ở vùng hành xương trước, ha, vùng hành xương trước. Vậy thì chúng ta mô tả lại cái xương bình thường của đứa trẻ ha. Giờ chúng ta vẽ một cái xương đùi ra đây. Lúc nào chúng ta vẽ xương đùi ha. Thì chúng ta thấy cái đầu xương á thì chúng ta có cái đoạn này người ta gọi là sụn đầu xương đúng không? Đó, cái sụn đầu xương này. Rồi. Cái chỗ này á là các cái xương sọ đúng không? Các cái xương sọ. Cái chỗ này có một cái sụn ha, có một cái sụn người ta gọi là cái sụn này là cái sụn tiếp hợp. Và dưới cái sụn tiếp hợp, cái chỗ tiếp giáp giữa cái sụn tiếp hợp với lại cái thân xương người ta gọi là vùng hành xương. Đó. Chỗ tiếp giáp giữa trụ tiếp hợp với thân xương người ta gọi là vùng hành xương ha. Cái vùng này chủ yếu là các cái xương sọ. Và cái hệ thống mạch máu ở vùng hành xương thì nó bắt đầu phát triển từ lứa tuổi từ 2 cho đến 3 tuổi. Còn đối với những cái trẻ mà lớn hơn mà 2 tuổi á, thì viêm tụy nó lan từ hành xương đến thân xương. Đó, nó lan vào đây. Còn đối với trẻ mà dưới 2 tuổi ấy, thì nó thường thì nó lan vô cái đầu xương, nó có thể là lan vô tới khớp luôn. Vì sao ạ? Thì cái sụn tiếp hợp này này sau 2 tuổi là nó giống như một cái hàng rào bảo vệ cho cái xương của chúng ta. Đó. Nó tránh các cái trường hợp đó là nhiễm trùng. Vậy thì nó không có đi qua được cái sụn tiếp hợp. Mà cái nhiễm trùng nó càng ngày nó càng tăng lên. Vậy thì cái chỗ này nó đã viêm hết rồi. Chỉ có con đường duy nhất đó là đi xuống vùng thân xương thôi ha. Đó. Còn dưới 2 tuổi á thì cái sụn tiếp hợp nó còn yếu, nó còn chưa có đủ ngon ha. Nó chưa có đủ tốt thì nó sẽ lan vào qua cái sụn tiếp hợp và vào cái vùng đầu xương. Đó. Thì trên lâm sàng ha, người ta chia viêm xương tủy nó là ba thể chính. À, thể thứ nhất là thể cấp tính, thể thứ hai là thể mãn cấp và thể thứ ba là thể mãn tính. Cái thể cấp tính là cái thể mà bệnh nhân chưa bị viêm xương tụy bao giờ à, và bệnh nhân bị một cái nhiễm trùng và gây nên một cái hội chứng rầm rộ cấp tính, nguy cơ là tử vong thì người ta xếp vào đó là cấp tính. Còn mãn tính tức là sau khi mà bệnh nhân điều trị viêm xương ổn định rồi. Đó, nó gây viêm xương mãn tính, lâu lâu nó làm một vài đờm thôi chứ nó không có gây chết, người ta gọi mãn tính. À, trên lâm sàng nếu mà bác sĩ mà được đào tạo đúng bài bản đúng chuyên nghiệp à, ví dụ như phải là bác sĩ chấn thương chỉnh hình đó, chứ không phải là bác sĩ ngoại chung, thì nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh đúng, kháng sinh kịp thời thì viêm xương tủy từ cấp tính nó bớt chuyển thành mãn tính. À, tuy nhiên thì tỷ lệ viêm xương mãn tính thì nó cũng đã chiếm tỷ lệ tới 25 đến 30%, đó là do sai lầm về cái điều trị ha, sai lầm về cái điều trị. Và ở Việt Nam của chúng ta do cái tầm hiểu biết của người dân đó, nên thường thì họ đến khám với chúng ta thường là đến khám muộn đó. Cái thứ hai là điều trị nó không đúng cách, ví dụ như bệnh nhân mà thấy đau đau cái vùng khớp thì sao, bôi dầu đúng không? Bôi dầu thì sao?
gì rồi đó, bôi dầu nó sẽ tăng sinh cái mạch máu gì đó, đúng không? Rồi nó nóng lên thì chỗ đó nó sẽ viêm nhiều hơn, đúng không? Đó. Cái chỗ đó viêm nhiều hơn thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho thằng gì, thằng vi khuẩn nó phát triển. Khi vi khuẩn nó phát triển thì sao? Nó có thể gây viêm xương từ cấp tính, điều trị không đúng nữa, không đến viện nữa, ở nhà uống thuốc, uống thuốc nam, uống thuốc bắc nữa. Thì cái chuyện mà trở thành mãn tính là gần như là quy luật phổ biến rồi. Thì nguyên viêm xương tụy đường máu á, cái nguyên nhân chủ yếu là do cái con tụ cầu vàng đó, tụ cầu vàng. Ngoài ra thì còn có một số con khác, ví dụ E. coli, con VPS hay là con hoặc là trẻ là do các con vi khuẩn gram âm ha. Trẻ từ 2 đến 4 tuần tuổi thì thường là do con liên cầu nhóm B. Con liên cầu nhóm B này nó ngoài nó gây viêm xương thì nó còn gây ra các một số cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh bệnh thấp tim á, tim. Nó mấy cái nguyên nhân này về về đâu. Cái sinh bệnh học của cái viêm xương tụy đường máu cấp tính á, à, thì theo cái lý thuyết của ông Lesser đưa ra năm 1894, lâu đời rồi ha. Cơ sở của bệnh á là một cái bệnh nhiễm trùng mũ huyết đó, con vi khuẩn á nó tới xương và nó gây viêm xương. Tuy nhiên thì cái lý thuyết ngày nay của lý thuyết của Lesser không giải thích được mọi vấn đề của bệnh sinh của viêm xương tủy ha. Đó. Mà phải đến năm 1940 thì ông thấy cái sai sót của cái ông Lesser nhiều quá thì ông mới có một nghiên cứu và ông chỉ ra rằng là sự nghẽn mạch không quan trọng, mà cái điều quyết định là sự cảm ứng có trước của cơ thể do sự tồn tại của nhiễm trùng. Đó. Cái câu này ý là sao? Tức là nó cũng có người thì đối với cái trường hợp này có con vi khuẩn xâm nhập vào xương. Đó, thì có người nó phản ứng lại với con vi khuẩn này. Nhưng mà có người con vi khuẩn này xâm nhập vào xương nó không có phản ứng lại. Đó. Và nó không phản ứng lại thì sao? Thì nó sẽ là làm cho cái hiện tượng nhiễm trùng nó sẽ tăng lên, đúng không? Đó. Cái cảm ứng mà nó kém, đúng không? Thì nó thường nó sẽ dễ nhiễm trùng hơn là một cái người mà khả năng cảm ứng tốt ha. Đó. Chứ không phải là do cái hiện tượng tắc nghẽn. Vậy thì khi mà con vi khuẩn này nó tới nó khu trú ở xương đó thì sao? Nó khu trú ở xương thì đầu tiên nó sẽ làm một cái ổ mũ ở ngay cái vùng hành xương, nằm ngay cái ổ mũ ngay vùng hành xương này đó. Thì cái ổ mũ này nó sẽ làm tăng cái áp lực bên trong lòng tủy. Thì đầu tiên bệnh nhân thường thì sao? Thường rất là đau, đúng không? Đó. Vì cái này nó thường ở gặp những cái bệnh nhân mà có cái chấn thương nhỏ ha, lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Rồi thời tiết nó lạnh ha, khí hậu nó ẩm, rồi suy dinh dưỡng, rồi liệt, đúng không? Thì đó là những cái yếu tố thuận lợi để gây bệnh. Thì khi mà bệnh nhân đau như vậy, đúng không? Khi mà bệnh nhân bị một cái trường hợp mà viêm xương tủy mà đau như vậy thì các lòng tủy nó tăng cao quá thì nó có xu hướng là nó sẽ, một là nó đi vào bên trong thân xương, còn hai cái xu hướng thứ hai là nó đục thủng cái vỏ xương. Thì cái xu hướng đục thủng vỏ xương nó sẽ nhiều hơn, thì nó đục thủng cái vỏ xương thì áp lực bên trong lòng tủy nó giảm thì bệnh nhân sẽ đỡ đau. Đó, bệnh nhân sẽ đỡ đau. Và khi người ta thấy bệnh nhân đỡ đau rồi, khi người ta đi siêu âm người ta có thể thấy các cái ổ mũ, thậm chí là cái ổ mũ này nó trào thẳng ra bên ngoài luôn, nó căng quá trào ra bên ngoài luôn, nó phá bỡ da nó ra bên ngoài luôn ha. Đó. Thì bình thường cái áp lực mà một cái lòng tủy của một cái xương trẻ em lành á là khoảng từ 60 cho đến 100
Còn khi mà nó bị viêm xương rồi thì áp lực cái nội tủy nó tăng lên từ 300 cho đến 500 mm nước đó. Mấy này về đặc trưng không à? Thì khi mà bệnh nhân mà một cái trường hợp mà sau khi bị viêm xương như vậy á đó, thì nó sẽ có hai quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình phá hủy xương đó, và quá trình thứ hai là quá trình tạo xương mới. Thì khi mà xương nó bị đục thủng rồi đó, thì xung quanh các cái xương đó toàn là xương chết rồi, đúng không? Thì xương chết thì cơ thể chúng ta đòi hỏi là mấy cái con mà hủy cốt bào rồi mấy con bạch cầu nó phải tới đó tiêu diệt, đúng không? Tiêu diệt phải làm cốt bỏ xương chết ra đây. À, còn cái quá trình hồi phục chỗ đó nó có một à, đúng không? Thì cơ thể chúng ta nó phải tăng cái phản ứng xương, và biểu hiện sớm nhất đó là tăng phản ứng màng xương nha. À, thì hai cái quá trình này nó đi đôi với nhau và nó xen kẽ với nhau. Và khi mà cái xương mà nó vỡ ra, nó gãy ra, thì những cái xương nào mà xương lớn ha, nó nằm ở bên trong cái ổ mũ, nó bị các cái con vi khuẩn nó đục dần dần xung quanh đó đó, nó sẽ tạo nên các bờ xương tương đối là nó tròn, thì người ta gọi nó là xương tù. Ha, tù. Và các cái thể lâm sàng thì người ta chia xương tủy cấp tính ra là ba thể. Thể thứ nhất là thể nhiễm độc kỳ sức, thể thứ hai là thể nhiễm trùng huyết, và thể thứ ba là khu trú ha. Đó. Thì cái thể nhiễm độc kỳ sức là cái thể cấp tính, biểu hiện là trạng thái sốc nội độc tố. Chúng ta có thể thấy là bệnh nhân trụy tim này, kèm theo rối loạn thần kinh như là mất tri giác, hôn mê ha, rồi mê sảng, sốt cao 40 cho đến 41 độ C, co giật, nôn mửa, khó thở đó, rồi xuất hiện các cái đốm xuất huyết ở dưới da, lưỡi khô và nâu, bụng trướng, gan to và đau. Thì cái thể này á là nó biểu hiện là nó bị rất là rầm rộ trên toàn thân, nên đôi khi chúng ta sẽ không phát hiện được cái nhiễm trùng khu trú ở tại chỗ đâu ha. Đó. À, chúng ta chỉ phát hiện khi trong các cái trường hợp đó là một cái trường hợp thể mà nó đã ổn định rồi đó, cái thể nhiễm độc kỳ sức này nó đã ổn định rồi, cơ thể bệnh nhân hồi phục rồi, thì mới phát hiện là mình có đau ở vùng khớp nào đó. Mà thường thì nó đau không có nhiều đâu. Và chúng ta phát hiện dựa vào cái gì? Chúng ta thấy cái chi chỗ đó nó sưng nề vừa phải, rồi khớp gần đó nó co rút và đau, rồi nó tại chỗ thì nó nóng và tĩnh mạch dưới da thì nó nổi. Thì để chẩn đoán cái thể này thì người ta cần phải chọc dò tủy xương để đo cái áp lực nội tủy, rồi lấy dịch mũ để thử vi khuẩn và làm cái khai sinh đồ, thử vi khuẩn để chúng ta biết à cái con vi khuẩn nó gây ra bệnh nó là cái con vi khuẩn gì. Đó, nếu mà chúng ta thấy con vi khuẩn đó, người ta có thể ví dụ như con tụng cầu thì chúng ta có thể sử dụng kháng sinh hiệu quả đó. Rồi đến 3 4 ngày sau chúng ta sẽ có kháng sinh đồ, thì chúng ta phát hiện là cái con vi khuẩn đó nó nhạy với kháng sinh gì, nó kháng với kháng sinh gì. Nếu nhạy thì chúng ta sẽ dùng cái kháng sinh đó, còn nếu nó kháng thì chúng ta đừng bao giờ dùng kháng sinh đó. Đó. Ví dụ như cái con mà trực khuẩn mù xanh mà kháng tất cả các loại kháng sinh thì người ta phải dùng loại khác, đúng không? Biết cái tên đó thì nghĩ trong đầu à, một là dùng cotrimoxazole, còn hai thì người ta dùng gì? Dùng colistin, đúng không? Đó. Dùng hai cái đó là thấy tốt rồi. Còn cái thể thứ hai là thể nhiễm trùng huyết ha, biểu hiện là một cái trường hợp nhiễm trùng máu, là khởi đầu nó cũng cấp tính nhưng mà nó không có rầm rộ như thằng kia đó. Nó có một số cái dấu hiệu ví dụ như là sốt cao 39 đến 40 độ C đó. Các dấu hiệu nhiễm độc nó cũng tăng và có rối loạn về hệ thống sinh tồn. Tuy nhiên thì ở cái trạng thái này thì bệnh nhân không có kiểu mê sảng giống như cái trường hợp của thể nhiễm độc kỳ sức nha, nó không có mê sảng thường xuyên, mà bệnh nhân vẫn có thể đôi khi có những lúc nó vẫn có tỉnh táo ha. Đó là bệnh nhân thường là đau dữ dội đó,
chứ mê sảng thì không thể nào mà khai đau được rồi, đúng không? Đó, nếu mà bệnh nhân mình tỉnh táo, bệnh nhân sẽ coi chúng ta đau rất là nhiều cái vùng đó đó, rồi xung quanh đó người ta khám, người ta thấy à có nhiều ở bộ, ở các cái cơ quan đó, khám khám vùng đó đúng không, ví dụ như khám ở tim thì chúng ta thấy nó có thể là ổ mủ ở ở tim, khám ở phổi thì nó có thể là có một cái ổ áp xe ở phổi, thì người ta thấy đây là một cái trường hợp áp xe đa ổ, áp xe đa và chẩn đoán đối với một trường hợp mà viêm xương tụy đường máu cấp tính á thì dễ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta phải hỏi, đầu tiên chúng ta phải hỏi bệnh, thì hầu như là đều là có cái dấu hiệu cái gì trùng trước đó. Chúng ta thấy là sưng nóng tại chỗ, đặc biệt là ở vùng hành tương nha, rồi chúng ta thấy hạch ngoại vi nó sẽ sưng to lên nha. Rồi chúng ta khai thác, chúng ta thấy là bệnh nhân đau, đau như thế nào, vùng đau rất là dữ dội, đau như gãy xương, rồi nó tăng vùng hoàng bàn tay, vùng viêm, vận động khớp nó đau lên, hạch sưng và to, rồi toàn thân có triệu chứng trùng. Còn trên cận lâm sàng người ta có thể phát hiện thấy là bạch cầu tăng, VNS tăng, nếu bạch cầu giảm thì tiên lượng kém, mà người ta chặt dò thì áp lực nội tủy nó sẽ tăng cao, bình thường thì nó chỉ là 60 cho đến 100 thôi, còn nếu mà chặt dò mà thấy cái áp lực mà từ 300 đến 500 thì nó nghi ngờ ngay tới một trường hợp là viêm xương tụy đường máu cấp tính ha. Đó, và chúng ta soi cây chúng ta thấy vi khuẩn. Thường thì nếu mà chúng ta chụp X-quang trong giai đoạn sớm á, thì chúng ta chưa phát hiện ra được cái dấu hiệu này đâu ha. Tuy nhiên thì sau 2 tuần thì chúng ta sẽ thấy các cái dấu hiệu như là dấu hiệu sưng tù và dấu hiệu sưng chết, hay là chúng ta thấy các phản ứng màng xương, rồi ta phải đặt dò để chẩn đoán, và chúng ta chẩn đoán phân biệt với các bệnh thấp tim, viêm tay mô mềm, lao xương khớp, chấn thương và ung thư xương. Và chọc dò nó có 2 cái quan trọng, quan trọng thứ nhất là giúp chúng ta điều trị, cái thứ hai là giúp chúng ta chẩn đoán. Điều trị nó sẽ làm giảm cái áp lực ở bên trong cái tủy xương đúng không, cái thứ hai là chúng ta hút mủ ra thì chúng ta cũng hút bớt vi khuẩn ra đó. Rồi đó là về cái vấn đề về về điều trị, còn với là chẩn đoán là chúng ta lấy cái mủ đó ra, chúng ta đi xét nghiệm thì như là nó xét nghiệm cho ta phát hiện con vi khuẩn gì đó đúng không, rồi chúng ta làm cái kháng sinh đồ, kháng sinh đồ. Và nếu bệnh nhân mà bị viêm xương tụy đường máu cấp tính á, mà nếu mà không tử vong do bệnh thì thường thì bệnh nhân sẽ có các biến chứng sau, ví dụ như là tràn dịch cấp kế cận do phản ứng, hay là viêm cấp cấp tính, hoặc là biến dạng xương và khớp do kích thích cái vùng tiếp hợp gây ra rối loạn và tăng trưởng dẫn đến biến dạng xương và trật khớp và gãy xương bệnh lý. Vâng. Đây là một cái trường hợp mình đi học ở bệnh viện Trấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân mà đến khám với chúng ta là đến khám muộn. Trước đó thì ở nhà bệnh nhân có đắp thuốc đó, bệnh nhân bây giờ đau cái gối quá mình về đắp cái thuốc. Các bạn thấy cái hình ảnh gì ở đây, bình thường xương của một cái đứa này, bây giờ chúng ta thấy đây là bệnh nhân tên là Nguyễn Khắc Hà Nam đúng không đó, năm 2009, hồi đó mình đi học là năm 2017, vậy đứa bé này là chỉ 8 tuổi thôi đó, mà bị chấn thương cái gối xong rồi về nhà đắp thuốc, đắp thuốc thì càng ngày nó càng đau, càng ngày nó càng sưng to lên đó. Thì người ta chụp X-quang lên đó, người ta thấy cái xương, cái bọc xương rất là mỏng đó, bọc xương rất là mỏng, và xung quanh đó thì có các cái hình ảnh chấm chấm như vậy, do cái hiện tượng bị xương nhìn như một bệnh nhân bị loãng xương. Rồi chúng ta thấy là xương ở trong này thì cái màng xương ở đây đúng không, thì nó tăng sáng lên đó, nó có phản ứng màng xương,
Ở trên này chúng ta thấy này đó, cái màng xương ở chung ở phía trên này này nó cũng tăng sáng lên. Cái này là cái phản ứng màng xương ha, tăng sáng ở phản ứng màng xương. Nó do quá trình tạo xương đó. Còn này tăng sáng này. Rồi chúng ta cũng thấy cái các cái xương 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 nhỏ nhỏ đây do cái quá trình hủy xương. Đó. Rồi, chúng ta thấy có một cái cục xương ở đây nó cũng khá là bự đúng không? Nhưng mà nó không có phải là nó sắc nhọn như là một cái xương gãy bình thường, mà cái bờ đầu nó rất là tù, cái bờ nó rất là tù. Người ta lấy dấu hiệu này gọi là dấu hiệu xương tù. Nó có đầy đủ của một cái hình ảnh tăng phản ứng màng xương, có nhiều xương chết xương tù ở trong đó. Thì khi mà mình phụ mổ cái này thì bệnh nhân mổ ra thì khoảng 2 lít mủ, rất là nhiều, 2 lít đó, cả mủ cả máu nó lẫn với nhau. Khi mà ta điều trị trường hợp mà viêm xương tủy máu thì người ta cái ông này này đến năm 1983 ha, ông đưa ra 5 nguyên tắc để điều trị một cái trường hợp viêm xương tủy đường máu cấp tính. Nguyên tắc thứ nhất ha, đó, là chúng ta phải sử dụng các loại kháng sinh thích hợp trước khi cái khối áp xe hình thành. Đó. Thì kháng sinh á, nó sẽ không dọn sạch được các cái mô và các cái ổ áp xe ha, các đặc biệt là các cái mô vô mạch và các ổ áp xe, mà những cái đó thì chúng ta cần phải can thiệp phẫu thuật đó. Và nếu mà chúng ta phẫu thuật có hiệu quả đó, thì kháng sinh nó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn cái ổ mủ nó hình thành đó. Và chúng ta có thể là khâu gian trong cái thời này một cách an toàn. Khi phẫu thuật thì chúng ta không được tàn phá quá nhiều các cái mô, mặc dù là các cái mô và các cái xương nó đã thiếu máu cục bộ rồi nha. Đó. Và kháng sinh thì cần được tiếp tục sử dụng sau khi chúng ta phẫu thuật. Vậy là 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là phải chuyển kháng sinh hiệu quả và sớm, đúng không? Thứ hai là chúng ta phải có phương pháp phẫu thuật ha. Đó. Và thứ ba là nếu mà phẫu thuật tốt thì cái kháng sinh nó sẽ ngăn ngừa được cái vấn đề nhìn chung. Thứ tư là khi phẫu thuật thì bạn không được phá hủy nhiều quá nhiều mô mềm và phá hủy quá nhiều xương. Và thứ năm là sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta cần phải tiến hành sử dụng kháng sinh. Đó. Thì các cái nghiên cứu họ ghi nhận như thế này, một cái trường hợp mà chúng ta điều trị viêm xương tủy đường máu cấp tính mà chúng ta sử dụng kháng sinh ít hơn 21 ngày. Đó. Và nhiều hơn 21 ngày. Đó. Nếu mà sử dụng kháng sinh ít hơn 21 ngày thì tỷ lệ viêm xương tủy nó sẽ phát triển thành viêm xương mãn tính là 19%. Còn nếu chúng ta sử dụng kháng sinh trên 21 ngày đó, thì tỷ lệ nó chỉ là 2% thôi. Đó. Do đó ở tất cả các bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ viêm xương tủy thì chúng ta sử dụng kháng sinh 21 ngày là điều đó là gần như là điều bắt buộc, và nó có thể là kéo dài hơn 6 tuần ha. Có thể kéo dài đến 6 tuần hoặc là nhiều hơn trong một số cái trường hợp. Thì cái bản này là một cái bản mà nó chúng mình cũng trích ra từ ChatMath, đó là cái cách mà chúng ta sử dụng kháng sinh trên một bệnh nhân viêm xương tủy. Thì chúng ta thấy ví dụ như thứ nhất là chúng ta thấy cái ceftazidime đi đúng không? Đó, ceftazidime là một những kháng sinh mà gọi là thế hệ một đúng không? Người ta thấy là người ta sử dụng 2 gram trên mỗi 8 giờ. Vậy thì một ngày với một đứa bé đúng không? Với một người trưởng thành đúng không? Mà xài 6 gram một ngày nó cũng rất là nặng nề rồi, đúng không? Đó. Hay là cái cefotaxim đúng không? Cái 2 gram trên mỗi 6 giờ này. Tức là một ngày xài 8 gram. Là thế hai hay là xếp chia xong 2 gram trên mỗi 8 giờ. Ví dụ vancomycin. Vancomycin thì các bạn thấy là dùng 500 mg trên mỗi 6 giờ là một ngày xài 2 gram. Vì khi chúng ta sử dụng vancomycin thì các bạn nhớ để ý là cái nồng độ đáy với nồng độ đỉnh. Nếu mà nồng độ đỉnh nó quá cao, cao hơn so với cái mức chấp nhận thì nó sẽ gây suy thận. Nha. Rồi amikacin.
thì người ta sử dụng là 10 đến 15 mg trên mỗi kg cân nặng. Và người ta chia liều ha, người ta chia liều mỗi ngày hoặc là 500 mg mỗi 12 giờ. Thế giả sử người ta có một cái trường hợp mà nó bị viêm xương chày á, viêm xương chày thì người ta sẽ tiến hành phẫu thuật á, thì cái này mình trích dẫn ra, cái này các bạn lấy tài liệu của bạn về các bạn dịch cũng được, không thì mình dịch sơ sơ qua cho các bạn thấy á. Thì đầu tiên thì người ta sẽ đặt dọc hai bên của thằng xương chày ha. Đó. Rồi người ta sẽ đặt dọc cái màng xương, dọc màng xương đó. Thì bình thường thì nếu mà có một cái viêm xương tủy á, thì sẽ nằm ở dưới, thường chúng ta ra dạch nó phải cái mụn thoát ra. Nếu mà rạch dọc xong mà vẫn chưa thấy mụn thoát ra, chúng ta phải tiến hành là chúng ta bóc tách màng xương mỗi bên đó, nó bóc tách màng xương mỗi bên, bóc tách mà vẫn chưa thấy luôn thì chúng ta tiếp tục, người ta sẽ làm gì, người ta sẽ khoan một vài lỗ đúng không, 4 mm đó, với đường kính là 4 mm vào vào cái vỏ xương đó, thông qua cái vỏ xương vào cái kênh ở bên trong xương sống. Và nếu mà người ta thấy cái tội thấy mụn nó thoát ra ha, mọi lỗ, thì người ta sẽ mở cửa sổ xương. Mọi cửa sổ xương thì có kích thước đó là 1,3 nhân 2,5 cm đó. Rồi người ta cũng khuyên là loại bỏ các cái mô mà hoại tử, và kháng sinh thì có thể đặt tại chỗ, cái chỗ mà chúng ta tưới rửa ha, và chúng ta có thể là đóng da ha, có thể đóng da nếu chúng ta cảm thấy, chúng ta thấy chỗ đó nó có ít nguy cơ nhiễm. Chúng ta quay về cái bài học chút. Thì cái khi chúng ta điều trị ha, có một số cái thống kê này nó cũng cũ rồi. Tức là trước khi cái thời kỳ mà có kháng sinh, tỷ lệ tử vong do viêm xương tủy đường máu cấp tính là 12 cho đến 24%. Nhưng mà nhờ kháng sinh thì còn 8%, vẫn là lớn đúng không? Đấy đó. Vậy thì nếu chúng ta nghi ngờ đó, nghi ngờ tại ví dụ như là sưng nóng đỏ đau tại cái vùng khớp đó đó, rồi bệnh nhân có một cái hội chứng nhiễm trùng đó, có thể là một cái hội chứng sốt sơ sơ thôi, rồi sưng nóng đỏ đau ở một cái vùng khớp, thì người ta cần phải tìm mọi cách để chúng ta chẩn đoán sớm nha, và chúng ta điều trị tích cực trong vòng 24 đến 48 giờ đầu. Chẩn đoán sớm người ta dựa vào, ngoài dựa vào cái lâm sàng là người ta nghi ngờ ra, thì các bạn có thể là cho bệnh nhân đi siêu âm đúng không, hoặc là cho đi chụp CT xem có hình ảnh, chụp 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 CT có hình ảnh phù nề xương hay không, rồi hoặc là cho chụp MRI đúng không. Đó, chụp MRI thì phát hiện ngoài cái xương ra, người ta còn thấy được mô mềm nó có bị dập, nó có bị phù nề, nó có ổ áp xe, có ổ nhiễm trùng gì đó hay không. Cái CT với cái MRI thì là hai cái phương tiện chẩn đoán khá là hiệu quả, rất là tốt cho chúng ta. Đó. Thì khi mà người ta sử dụng kháng sinh, người ta nghi ngờ như vậy, người ta sử dụng kháng sinh sớm trong vòng 24 đến 48 giờ đầu. Đó. Nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh mà nó không đáp ứng, ha, thì chúng ta cần phải tìm ra cái ổ áp xe nó nằm ở đâu, nghi ngờ chỗ nào thì mỗi chỗ đó. Mổ cái này gọi là mổ, mổ gọi là chỉ định quá tay á, có thể là chỗ đó không phải áp xe nhưng mà cứ đưa ra mổ, cứ nghi nhiễm trùng là mổ, nghi nhiễm trùng là mổ ha. Đó, và chúng ta phải dùng kháng sinh và điều trị nội khoa trước khi các cái tổn thương ở tủy và ở xương trở thành một cái trường hợp là tổn thương không hồi phục. Còn nếu mà chúng ta chưa có kết quả của kháng sinh đồ, chúng ta chặt dò nó chưa có, thì chúng ta có thể sử dụng penicillin
methicillin liều cao hoặc là kháng sinh có phổ rộng, ví dụ như là cephalosporin thế hệ 3 hoặc là cephalosporin thế hệ 1 cộng với lại một thằng aminoglycosid đó. Và chúng ta phải truyền kháng sinh theo đường tĩnh mạch và đảm bảo đậm độ trong huyết tương có hiệu quả đều đặn thường xuyên, được chưa? Tức là nó phải có gì, nó phải liên tục đó, nồng độ nó phải đạt chuẩn đó, nó phải được duy trì chứ không phải là lâu lâu mới hôm nay truyền rồi ngày mai nghỉ rồi ngày mốt truyền là không có chuyện đó nhá. Đó, truyền mà kiểu đó có thể là vi khuẩn nó kháng thuốc luôn đó. Thì cái kháng sinh á, nếu chúng ta sử dụng á, nó có tác dụng nhanh đối với cái triệu chứng toàn thân, tuy nhiên thì nó sẽ không có tác dụng nhanh chóng đối với ổ viêm. Vì sao vậy? Vấn đề là vì sao nó lại như vậy? Thì khi một cái trường hợp cái ổ viêm của chúng ta nó chỉ là mủ thôi, mẫu nó có tới được không, tàn phá hết các cái mẫu đó, mẫu nó tới được không? Mẫu nó sẽ không tới được, thường mẫu nó không tới được, còn nếu tới thì nó tới được ít ít thôi. Vậy thì tại chỗ nó sẽ khả năng chống nhiễm trùng nó không có tốt bằng, đúng không? Cái vấn đề thứ hai là khi mà cơ thể của chúng ta nó bị nhiễm trùng thì nó sẽ sinh ra một cái hàng rào để bảo vệ cơ thể bằng các cái ổ áp xe, đúng không? Đó, người ta bao bọc lại cái vi khuẩn đó, bao bọc lại cái ổ nhiễm trùng đó, và cái hàng rào này nó cũng ngăn cho vi khuẩn, nó không ngăn cho kháng sinh, nó không chặt tới đó ha. Đó, nó nấm vào cái mô bị nhiễm trùng, do đó nó thường nó cũng không có hiệu quả lắm. Và đôi khi người ta cần phải cho kháng sinh trực tiếp vào ổ nhiễm trùng đó ha, bằng cách là người ta dùng kim gây tê trong xương, hoặc là kim dùng lấy tủy làm tủy đồ chọc vào vùng xương sống. Phẫu thuật này thì vừa hút mẫu ra để thử vi khuẩn, vừa bơm kháng sinh vào, có tác dụng làm giảm áp lực nội tủy và đỡ đau. Đối với cái vấn đề phẫu thuật thì phẫu thuật và kháng sinh thì luôn luôn là phải hỗ trợ nhau trong suốt cái quá trình chúng ta điều trị viêm xương tủy đường máu cấp tính đó. Chỉ trong một cái số cái trường hợp nhất định thôi thì người ta mới sử dụng hoặc là sử dụng phẫu thuật hoặc là sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng đơn độc một cái vũ khí thì hiệu quả nó không cao ha. Đó, do đó khuyên là nên làm lúc hai cái, vừa kháng sinh vừa phẫu thuật. Hôm nay ông đề thị nghe mình nguyên tắc hơn. Thì trước đây thì người ta khuyên là dùng tối thiểu là 3 tuần. Nên bây giờ thì có thể là các bạn phải kéo dài tới 6 tuần. Trong một số trường hợp mà chúng ta thấy cái triệu chứng tại chỗ nó không có đáp ứng. Đó. Và chúng ta sử dụng kháng sinh liên tục cho đến khi mà dấu hiệu toàn thân và tại chỗ giảm. Đó. Và sau khi tiêm xong rồi, đúng không? Chúng ta cho sử dụng kháng sinh đường uống. Và chúng ta theo dõi cho đến khi nào mà lâm sàng nó bình thường, kết quả nó bình thường. Đó. Máy này về đọc mà kỹ thuật mổ này về đọc được mà. Và hôm nay mình tổng kết lại cái bài ngày hôm nay á, tổng kết nhanh ha. Thôi tập các bài từ sáng tới giờ luôn đi. Bài đầu tiên là chúng ta học bài trực cấp tháng đúng không?
thì chúng ta thấy là khớp háng là một khớp lớn đó, rồi chõm xương đùi á thì nó nằm sâu bên trong khớp háng, nằm sâu bên trong cái ổ cối, xung quanh thì có nhiều cơ, dây chằng thì lớn, do đó để chặt khớp háng thì phải dùng một cái lực chấn thương mạnh, đúng không? Thì xung quanh khớp háng nó có cái xung quanh khớp háng, giải phẫu xung quanh khớp háng ha, đó. Có cái thần kinh ngồi ở phía sau, động mạch để tra. Thì người ta nghiên cứu đó, người ta thấy là khoảng 2 cho đến 19% các cái trường hợp mà trật khớp háng là sau á thì nó sẽ tổn thương khớp háng là sau, mà tổn thương cái thần kinh ngồi. Đó. Vấn đề thứ hai là hệ thống nuôi dưỡng cái chõm xương đùi nó sẽ nghèo nàn, ví dụ như là cái động mạch dây chằng tròn hay còn gọi là động mạch chõm xương đùi á. Rồi vòng nối quanh cổ đúng không? Thì cái này nó rất là dễ, nó thường là nó sẽ bị tổn thương khi mà bị trật khớp háng, do đó nguy cơ về cái hoại tử chõm cao hơn. Thì một cái trường hợp mà trật khớp háng á thì nó có thể là ra trước hoặc là ra sau đúng không, rồi lên trên hoặc là xuống dưới. Cái kiểu mà ra sau thì chiếm tỷ lệ cao hơn và ra trước đúng không, thì ra sau thì nó có trật khớp háng kiểu chậu đó, đó. Rồi trật khớp háng kiểu ngồi, trật khớp háng kiểu mù, trật khớp háng kiểu bịt đúng không? Chậu là sao? Chậu là ra sau lên trên này. Và biểu hiện lâm sàng là đùi kép này, gối gập ít này, bàn chân xoay trong này. Đó. Còn trật khớp háng kiểu ngồi á là phía sau, ngồi xuống dưới ha, thì nó cũng giống giống vậy nhưng mà gối nó sẽ gập nhiều hơn, gối sẽ gập nhiều. Đó. Hai cái thằng này nó còn có một biểu hiện nữa là thằng ăn chi. Trật khớp háng kiểu mu à, thì nó là sau và xuống trước lên trên à. Thì nó biểu hiện nó là đùi nó sẽ gì sao, đùi nó dạng gối gặp ít, bàn chân xoay. Còn đối với trật khớp háng kiểu bịt ha, đùi nó sẽ dạng gối gập nhiều,
nó lên nhập trước, đúng không? Tổng kết là trước thôi ha. Dưới thì đối với thằng trực có án chịu chậu này này nó thì có nguyên đặt trực có án chịu chậu này nó hay tổn thương dây thần kinh ngột, còn trực có án chịu bị thì nó hay tổn thương dây thần kinh bị, trực có án chịu mù thì nó thường hay tổn thương cái thằng động mạch đùi. Thì cái thể lâm sàng điển hình của cái trật khớp háng chiếm tỷ lệ cao nhất, đúng không? Là thằng trật khớp háng chịu chậm, đúng không? Thằng này là nhiều nhất trên lâm sàng, hầu như là thằng này. Đó. Thậm chí là trật khớp háng ra sau xuống dưới đi một hồi nhưng như là cho bệnh nhân di chuyển, đúng không? Bệnh nhân di chuyển từ vùng này đến vùng kia, đó. Thì nó có thể là từ một trường hợp trật ra sau xuống dưới, nó cũng có thể do cơ nó co rút, nó kéo luôn lên trên. Đó. Bên cạnh đó thì có một số loại trật khớp háng đặc biệt, đúng không? Một số thể đặc biệt. Đó, thể đặc biệt chúng ta có thể gì? Đúng không? Kiểu gãy trật. Tức là vừa trật khớp háng cộng với lại gì, cộng với gãy xương. Thì gãy xương nó thể là gãy vỡ bờ sau ổ cối. Thì cái loại này nếu mà chúng ta không, chúng ta nắng xong mà chúng ta không có bạc, chúng ta không có kéo tạ, đúng không? Thì nó có thể là dễ trật lại, đó. Hay là gãy cổ xương đùi, trọng xương đùi, à, trật khớp háng kiểu trung tâm. Và thứ hai là trật khớp kèm tổn thương máu thần kinh. Thì hồi sáng nói với các bạn là khi các bạn khám thì các bạn phải đánh giá cho tốt cái tổn thương mạch máu thần kinh đối với các trật khớp. Tại vì nếu chúng ta giải thích không kỹ thì nhiều người họ sẽ nói là tại vì mình điều trị nên người ta họ bị tổn thương cái dây thần kinh, họ có đòi hỏi kiện tụng. Và chúng ta còn một thể nữa là trật khớp cổ. Thì loại này thì thường là đến muộn sau 3 tuần. Đó, những cái thằng này thì triệu chứng lâm sàng nghèo này, nó không có rõ ràng. Thì đối với cái điều trị trật khớp háng á, cũng đơn giản thôi ha. Nguyên tắc thứ nhất là nắng khớp háng. Thì có nhiều phương pháp, ví dụ như phương pháp của Bowler nè, hay phương pháp của Bigelow nè, hay phương pháp của Coxe, rất là nhiều phương pháp, đúng không? Đó, nắng xong rồi chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bất động, đúng không? Bất động thì chúng ta có thể là buộc hai cái chân vào với nhau, đó. Hoặc là người ta kéo tạ liên tục, đúng không? Xuyên kéo tạ liên tục. Đó. Thì có thể là kéo qua cái lồi cầu đùi hoặc là qua dưới cái lồi cổ chạy nha. Bắt động xong thì khoảng tầm 3 đến 4 tuần, đúng không? Thường thì 3 tuần thì người ta sẽ cho bệnh nhân tập vận động chủ động, để lấy cái tầm vận động này nó tốt. Cái bài thứ hai chúng ta học buổi sáng là bài gãy cổ xương đùi. Đó. Gãy cổ xương đùi là loại gãy xương, nó có hai cái biến chứng chúng ta nó ảnh hưởng tới cái vấn đề điều trị của chúng ta, đúng không? Và những cái biến chứng này là những biến chứng không thể chấp nhận được. Đó, biến chứng không thể chấp nhận được. Bởi vì nó ảnh hưởng tới cái đời sống của người ta không đi lại được thì người ta có thể bị viêm phổi, viêm đường tiết niệu, đúng không? Đó là không liền xương. Nó phải hoại tử trọng.
Thì thứ nhất là gãy cổ xương đùi á, nó là gãy cổ giải phẫu, và cái cổ này nó nằm ở bên trong bao khớp nên khi nó gãy nó sẽ tụ máu trong bao khớp, tăng áp lực ổ gãy, nó sẽ làm giảm nuôi dưỡng. Đó. Đó. Gãy cổ xương đùi á thì cái việc nắn chỉnh nó rất là khó khăn. Đúng không? Đó. Thứ hai là nó không có mang xương. Do đó cái can xương là nó chủ yếu là nó chỉ bên trong cái mặt gãy thôi. Đó. Can xương từ gãy thôi. Chứ nó không có can từ chỉ mảnh xương đó. Nắng nó cũng khó, bất động nó cũng khó đó. Do cái gì? Do cái nó nằm trong bao khớp. Cái thứ hai là bất động khó, đó là do nó có cái góc, nó có góc cổ thân rất là lớn, nó 120 độ đó. Nên nó rất là dễ trượt, nó dễ di lệch thứ phát. Rồi khi mà gãy cổ xương đùi đúng không, thì cái hệ thống mạch máu ở đó nó rất là treo leo, do đó khi mà gãy thì nó rất là dễ bị tổn thương ha. Dạ, tổn thương thì sẽ thiếu máu nuôi dưỡng. Cái loại gãy này á thì nó lại hay gặp ở người già loãng xương. Vậy thì nó sẽ có nhiều biến chứng, xương lâu rạn và can xương nó sẽ lâu chắc. Điều trị không đúng thì thường là thất bại ha. Đó. Thì làm sao mà để chẩn đoán được cái một trường hợp gãy cổ xương đùi thì người ta hỏi bạn đúng không? Hỏi bạn, người ta dựa vào cơ chế đó. Thường là té đập mông xuống đất đó, cái này té trong nhà tắm này, cầu thang này. Thì sau khi té đúng không, bệnh nhân khai với chúng ta là đau cái vùng khớp háng đúng không? Và chúng ta hỏi xem thử là bệnh nhân có ngoài rồi có đi lại được hay không. Nếu mà gãy gài thì ban đầu có thể là đi lại một vài bước xong rồi nó di lệch cái là hết đi luôn đó. Còn nếu mà gãy ngay từ đầu di lệch rồi thì chắc chắn là không có đi được rồi đó. Nếu mà ở người trẻ thì do cái cơ chế chấn thương rất là mạnh đúng không, cái triệu chứng lâm sàng sao phát hiện được đó, khai là đau khớp háng này, hạn chế vận động khớp háng này, biến dạng nắng chì xoay ngoặt chân đó. Đây là cái triệu chứng điển hình của cổ xương đùi ha. Ngoài ra nó còn các cái triệu chứng khác, ví dụ như có mạch máu thì bệnh lý mạch máu thì nó thường là có mạch nó khó bắt. X-quang, quang thì xác định được ở vị trí gãy. Nó gãy ở đâu? Ví dụ nó gãy ở sát chỏm hay là gãy ở cổ chính danh.
gãy chân cổ để xem được cái đường gãy như thế nào. Lịch ít hay di lịch nhiều đúng không? Sau đó người ta phân loại, người ta dựa vào gì? Dựa vào cái mức độ di lịch. Thì ông gạch đen nó mới chia ra làm 4 độ ha. Là độ 1, độ 2 là gãy không di lệch. Còn độ 3, độ 4 là sao? Nó là di lệch ha, có di lệch, gãy có di lệch. Thì độ 1 là gãy không hoàn toàn, độ 2 là gãy hoàn toàn không di lệch, độ 3 là gãy hoàn toàn di lệch một phần, độ 4 là gãy hoàn toàn mức bị lớn di lệch cao đó. Thứ hai là người ta dựa vào nguy cơ di lệch thứ phát, phân loại dựa vào nguy cơ di lệch thứ phát, tiên lượng là tiên lượng đúng không? Thì ông Powell ông chia ba độ, độ một thì đường gãy là người ta vẽ cái đường đường gãy ra với lại cái đường nối gai hai gai chậu trước trên, vẽ ra tạo thành cái góc, nếu mà góc dưới 30 thì là độ một, độ 2 là từ 30 đến 70 và độ 3 là lớn hơn 70, 70 độ. Thì đỡ đỡ điều chỉnh đúng không? Điều chỉnh của gãy cổ xương đùi thì đối với gãy không di lệch thì người ta sẽ đầu tiên là người ta phải bắt động, đầu tiên là phải sơ cứu như thế nào đúng không? Bắt động đúng không? Động trước, bắt động đúng tư thế ha. Còn nếu mà điều trị thực thụ thì người ta sẽ phẫu thuật không? Phẫu thuật thì bắt động để giảm đau thôi. Ha. Còn phẫu thuật thì đối với trường hợp mà gãy không di lệch đó, thì cho kết hợp xương bằng vít xốp rỗng, người thì ta dùng đinh đó, dưới các màn hình tăng sáng đó. Còn gãy di lệch thì sao? Gãy đó, dưới 70 tuổi có gan nặng kín đó, và cũng kết hợp xương bằng vít xốp rỗng và đinh dưới màn hình tăng sáng. Còn đối với lớn hơn 70 tuổi thì xem xét là thầy các bạn. Đối với các trường hợp mà gãy nó có bệnh lý đúng không? Thì chúng ta có thể là thầy cấp hãng luôn ha. Gãy do bệnh lý thầy cấp hãng luôn đó. Ví dụ như gãy mà có nền loãng xương rồi, nặng nề, hay là gãy mà nó do các khối u ha, đó người đó có thể thay khớp, hoặc là chúng ta bổ kết hợp xương rồi đúng không, nó vẫn không liền xương thì người ta cũng thay khớp ha. Đó chúng ta này, làm tài liệu chúng ta có đó. Với gãy thân xương đùi xương đùi là một trong những cái xương lớn trong cơ thể của chúng ta, do đó muốn cải thân xương đùi thì dòng lực chấn thương rất là mạnh đúng không? Khi mà chấn thương mạnh như vậy thì nó có những cái nguy cơ như sau, nó là nó đa thương, cái thứ hai là nó gãy xương nó nhiều dưới ly là thứ phát, thứ phát do cơ chế chấn thương, thứ phát nó do cái cơ nó co kéo đó. Rồi khi mà xương nó gãy á, thì cái này những cái trường hợp mà gãy thân xương đùi á, nếu chúng ta điều trị tốt thì hầu như là nó liền xương tốt, nó phục hồi chức năng tốt. Nó gãy thân xương đùi thì điều trị phần lớn là điều trị phẫu thuật ở người lớn, còn đối với trẻ em thì người ta lại điều trị bảo tồn đó.
Thì cái đặc điểm của thân xương đùi á, thì gãy thân xương đùi là gãy từ vùng dưới mốt tủy đúng không, cho đến trên cái lồi cầu từ 4 đến 1 cm đó. À, máu nuôi thì nó nhiều, do đó nó có nó rất là dễ sốc, rất là dễ sốc khi mà bệnh nhân bị gãy xương đó. Và cái đặc điểm của thân xương đùi á, thì nó hơi cong một chút ha, nó cong ra phía trước đó, thường thì nó hẹp ở giữa, nó rộng ở hai đầu. Vậy thì khi gãy xương đùi làm sao chúng ta chẩn đoán được, chẩn đoán nó dựa vào cái gì đó. Thì đối với gãy thân xương đùi thì nó có các cái triệu chứng, đó là biến dạng đúng không, biến dạng của gãy thân xương đùi. Biến dạng của gãy thân xương đùi là như thế nào đó, rồi chúng ta bên cạnh đó thì người ta tìm các cái dấu hiệu nó chắc chắn nha, nhưng thử là có đau không, có sưng gì không. Bây giờ chúng ta phải khám về mạch máu thần kinh, thì chúng ta khám cái nguyên tắc thôi, nguyên tắc cơ năng và nguyên tắc khám thực thể, nhìn chờ đo, khám vận động, khám thần kinh, khám mạch máu và sử dụng các nguyên pháp. Và chúng ta đọc phim X quang thì người ta đọc các vị trí gãy, đường gãy và các cái di lệch. Đối với gãy thân xương đùi á, thì nó sẽ có rất là nhiều biến chứng. Gãy xương có biến chứng gì thì gãy thân xương đùi nó có biến chứng đó. Gãy thân xương đùi là nó hội tụ tất cả các cái biến chứng của gãy xương ha. Đối với điều trị gãy thân xương đùi á, đối với trẻ em á, mà dưới 6 tháng tuổi thì người ta có thể dùng đeo đai. Từ 6 tháng cho đến 2 tuổi thì người ta bó bốc ếch. Từ 2 tuổi cho đến 5 tuổi thì người ta kéo tạ, xong rồi người ta chuyển qua. Khi nào có can lâm sàng thì người ta chuyển qua bó bột. Còn đối từ 6 tuổi đến 11 tuổi thì người ta sử dụng đinh nội tẩy Mattezo. Trên 12 tuổi thì điều trị gãy xương như người lớn. Đối với trường hợp gãy hở trẻ em thì hầu như là dùng cố định ngoại hết. Đó. À, người lớn thì người ta có thể sử dụng đinh nội tẩy hoặc là sử dụng nẹp bít. Đối với trường hợp gãy hở hay đối với các trường hợp gãy kín mà đến sớm đó, thì người ta sẽ có thể là người ta sử dụng kết hợp xương ngay từ khi đầu luôn đó. Còn nếu mà không có điều kiện thuận lợi mà mổ luôn đó, thì người ta sẽ kéo tạ 2 đến 3 ngày, 1 đến 2 tuần nó kéo tạ cho cơ nó giãn ra, nó phục hồi cái chiều dài chi, thì người ta chuyển qua người ta mổ xẻ. Còn đối với những cái trường hợp mà gãy phức tạp thì yêu cầu bắt buộc là phải sử dụng đinh nội tụy đối với trường hợp gãy kín. Còn đối với các trường hợp gãy hở thì người ta phải tiến hành, người ta mổ cấp cứu, người ta mổ cắt lọc trước đó. Cắt lọc xong rồi nếu người ta đánh giá cái nguy cơ nhiễm trùng nó ít thì người ta có thể kết hợp xương luôn. Còn nguy cơ nhiễm trùng nhiều thì người ta có thể sử dụng cung cố định ngoài đó. Hoặc là cắt lọc xong thì dù có chúng ta lười ra, bác sĩ có thể họ lười thì họ có thể kéo tạ đó. Người ta xuyên đinh kéo tạ cho họ không có một cái đập xương ngay từ đầu đó. Rồi cái bài viêm xương tủy đường máu á, thì mình tóm lại ha, viêm xương tủy đường máu là một cái nhiễm trùng xương không đặc hiệu thứ phát từ một nhiễm trùng tiêm phát đó. Vi khuẩn nó lây lan theo đường máu, nó tới khu trú ở xương và nó gây viêm xương đó. Vậy thì khi nó viêm xương như vậy ha, thì đầu tiên nó sẽ khởi đầu là ở vùng hành xương. Đối với cái lứa tuổi mà dưới 2 tuổi thì cái vùng sự tiếp hợp nó chưa có đủ vững, nó chưa có đủ tốt, thì cái khối nhiễm trùng nó sẽ lan từ vùng hành xương cho đến đầu xương và nó lan vào khớp. Còn đối với những cái trường hợp mà lớn hơn 2 tuổi thì cái sự tiếp hợp nó đã đủ vững rồi ha, nó như là một cái hàng rào bảo vệ cơ thể. Do đó cái nhiễm trùng từ vùng hành xương nó sẽ lan tới vùng thân xương. Thì ban đầu cái nhiễm trùng đó nó sẽ làm tăng cái áp lực bên trong cái lồng tủy. Và nó tăng áp lực thì bệnh nhân sẽ đầu tiên nó có biểu hiện đó là đau. Biểu hiện đó là đau. Thì sau khi mà bình thường thì áp lực bên trong lồng tủy nó chỉ là từ 60 cho đến 100 mm thủy ngân thôi. Đó. Và nếu mà nó tăng quá thì bệnh nhân sẽ đau, và thường thì nó tăng đến khoảng 300 đến 500 mm nước mình đã lộ ha, 600 đến 100 mm nước đối với bình thường và 300 cho đến 500 đối với trường hợp là tăng áp lực nội tủy do phi xương tủy đường máu cấp tính đó. Và khi mà cái áp lực này nó tăng nó đủ cao thì nó sẽ phá vỡ cái lớp vỏ và nó sẽ trào ra ngoài, thì bệnh nhân sẽ đỡ đau.
và khi mà lớp mủ nó trào ra ngoài thì nó tạo nên các cái ổ áp xe quanh đó. Bên cạnh đó thì xương nó bị vỡ ra, nó gãy ra, nó tạo ra các cái xương chết, xương tù nằm bên trong ổ mủ. Và khi mà xương nó bị khuyết thì cơ thể của chúng ta nó biểu hiện bằng cái lấy tạo xương bằng cách nó sẽ tăng cái phản ứng mang xương đó. Thì các cái xương mà chúng ta hay gặp đó là các cái xương dài, và cái lứa tuổi mà chúng ta hay gặp là lứa tuổi từ 7 cho đến 17 tuổi ha, và nam thì nó gấp 2 đến 3 lần trẻ nhỏ. Các xương dài như là xương đùi hay là xương chai gầy đặc biệt là vợ đó, đó. Và cái nguyên nhân nhân nhiều do cái bệnh mà tính này 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 đó là do cái con cổ vàng đó đó là con vàng đó có thể ở ở ngày mai lên lên trong tầm một trăm sáu mươi ba trong đó là thì cổ vàng vàng thì mười mười tám trăm để bạn bạn thì lấy mẫu máu tân tân ra ra dùng vào các cái đối tượng cháu thì người ta nghiên cứu các cái trường hợp mà nghiên cứu đó là gì đó cho bệnh nhân có lọc những cái trường hợp quan tâm tâm máu máu tân tân thì người ta sẽ nghiên cứu đó là biến chứng sinh máu tân chúng ta phải xin khai sinh sớm. Và khi mà nó biểu hiện rõ tức là sưng nóng đỏ đau tại chỗ hành mạch vi sưng căng rồi tăng tuần hoàn bàng hệ một cái hội chứng nhiễm trùng, và chúng ta thấy là bạch cầu tăng, neutrophil tăng, VSS tăng, có tăng cái phản ứng mang sinh tại chỗ trong giò tới mũ thì chúng ta chẩn đoán lúc đó là nó đã muộn rồi đó. Thì trong các trường hợp chúng ta nghi ngờ thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh sớm và cái phương pháp điều trị thích hợp. Kháng sinh sớm là sử dụng loại kháng sinh mà nó đủ liều, nó đủ liều liều là người ta có ghi trong sách vở đó. Thứ hai là chúng ta phải duy trì đó, duy trì liên tục. Nếu mà chúng ta duy trì nó không có liên tục á thì nó sẽ không có đạt đủ nồng độ để vi khuẩn nó chết. Đôi khi vi khuẩn nó sẽ tạo nên cái màng biofilm mà nó dựa vào cái màng đó, nó cũng có thể là gây nên cái hiện tượng kháng thuốc. Thì nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh sớm và chúng ta sử dụng các phương pháp điều trị phổ thông kết hợp thì thứ nhất là nếu thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái ổ mủ nó hình thành ha. Đó. Và cái việc mà chúng ta phẫu thuật á thì chúng ta có thể cắt bỏ được các cái mô nhiễm trùng, các cái mô hoại tử, loại bỏ được ổ mủ. Đó, chúng ta sẽ loại bỏ được rất là nhiều thứ, và chúng ta nên người ta khuyên là chúng ta nên phối hợp hai cái chứ không dùng đơn độc một một phương pháp nha, tức là vừa nội khoa vừa ngoại khoa. Và kháng sinh đối với chúng ta sử dụng kháng sinh điều trị thì khi chúng ta nghi ngờ thì chúng ta sử dụng kháng sinh tối thiểu là 3 tuần trong các cái trường hợp mà hội chứng nó rầm rộ ha, người ta có thể là kéo dài trên 6 tuần. Thì kháng sinh thì nó ban đầu nó chỉ giúp giảm cái triệu chứng toàn thân thôi, còn cái triệu chứng tại chỗ thì nó chưa có giúp được nhiều. Tuy nhiên chúng ta duy trì kéo dài thì nó có thể giúp giảm được luôn cái triệu chứng tại chỗ, và sau khi cái triệu chứng tại chỗ nó ổn rồi chúng ta có thể chuyển qua cái đường uống đó. Cái hoạt không thể nào chúng ta ngừng luôn được, ví dụ chúng ta sử dụng kháng sinh được 6 tuần rồi chúng ta vẫn phải chuyển qua đường uống. Thì sử dụng kháng sinh cái loại đường uống đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cũng khoảng 1 phần 2 cái thời gian chúng ta sử dụng cái loại mà kháng sinh là chúng ta dùng đường truyền. Và chúng ta ngưng kháng sinh khi mà chúng ta thấy xương nó trở về bình thường, nhưng nó hoạt động bình thường ha. Rồi, cái gì các bạn cần hỏi thì các bạn hỏi nhé. Các bạn có hỏi gì các bạn cứ để lại cái tầm nghe ở đây tí nữa mình trả lời nhé. Khoảng tầm mai mình sẽ học bài gãy xương bánh chè. Xem là không bài gì nữa không đây. Bài cái chứng bánh chè đó. Đó là giải đáp thắc mắc cho các bạn thôi.
À, nếu mà bệnh nhân mà quá cái thời gian đúng không? Lấy vật liệu kết hợp xương thì có biến chứng gì không? Thì thật ra thì nếu mà bệnh nhân quá cái thời gian lấy vật liệu kết hợp xương, chúng ta để luôn cái dụng cụ trong đó, chúng ta để luôn á, thì nó cũng không vấn đề gì hết, tại vì ba cũng không có dấu hiệu thải ghép, cũng không có nhiễm trùng. Nhưng mà nó lại có một cái vấn đề là sau này lần lỡ bệnh nhân bị chấn thương á, chụp CT không được, chụp MRI không được, nó bị cản quang, nó bị loạn loạn sóng, nên cái kết quả nó ra nó không có hiệu quả. Cái vấn đề thứ hai là lỡ một cái chỗ đó nó có chạy lại á, thì cái việc kết hợp xương sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà con mèo của em nó mẹ nó hơi lạ nha. Cái này mèo hơi lạ. Thôi ghim tên mai mốt đi lâm sàng rồi nhớ tên. Không có gì hỏi các bạn cứ để, có gì hỏi các bạn cứ để lại cái comment ở dưới nha.